chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Hãy đến gần, con yêu dấu, với một trái tim tràn đầy niềm tin. Ngày hôm nay đã được sắp đặt để ban ơn cho con, một cuộc hẹn thiêng liêng để niềm vui tràn ngập con. Hãy tưởng tượng con nhìn thấy tôi nâng đi bóng tối của nỗi buồn, những gánh nặng đã lâu nặng trên tâm hồn con, những gánh nặng đã lâu làm mở đi ánh sáng của con. Hãy cảm nhận bàn tay của tôi, mềm mại và mạnh mẽ nằm trên đỉnh đầu con. Hãy tưởng tượng tình yêu của tôi như một dòng suối vô tận và thuần khiết, trực tiếp chảy vào trái tim con. Tôi mong con trải nghiệm sự nhẹ nhõm sâu sắc đến từ việc đầu hàng nỗi sợ và gánh nặng của con vào bàn tay đang chờ đợi của tôi. Hãy để tôi củng cố tinh thần của con trong những phòng lặng lẽ của trái tim con. Hãy lắng nghe tiếng thì thầm nhẹ nhàng của tôi, một âm thanh vĩnh cửu của tình yêu dành cho con. Tôi yêu con, tôi nói rằng từ hôm qua, hôm nay và mãi mãi, tình yêu của tôi không thay đổi, rộng lớn như bầu trời, vĩnh cửu và không cạn kiệt. Điều tôi mong muốn sâu nhất là mở ra tay đón con, dẫn dắt con qua những thử thách của thế giới này có thể làm tổn thương sâu sắc. Tôi ở đây, luôn hiện diện, sẵn sàng soi sáng con đường của con. Bản đồ thánh của tôi đã được vẽ bằng lòng kiên nhẫn và ơn lành, dẫn dắt con hướng về sự lành mạnh, tự do, một cuộc sống đầy hạnh phúc và làm sống lại giác quan tâm linh của con. Hãy để tay tôi nắm lấy tay con và hướng dẫn con trên con đường bình yên và thanh thản trong trái tim con. Hãy để hạt giống của niềm vui sâu sắc và vĩnh cửu nảy mầm và phát triển. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua những lo âu từng là vấn đề khó khăn. Nhìn thấy hôm nay, tôi tiết lộ cho con rằng con không bao giờ bị bỏ rơi bởi Cha Trời yêu thương con một cách sâu sắc. Tôi đã đến để làm sáng tỏ định mệnh của con. Tin tưởng vào tôi, vì con không bị lạc lõng hay bối rối. Con chỉ đang ở trong một mùa nghỉ ngơi tâm trí, một thời gian thiêng liêng trước khi bình minh sức mạnh và sự rõ ràng mới. Con yêu dấu, tôi không muốn điền tương lai của con bằng những giấc mơ thoáng qua hay dự án chưa khám phá. Tôi từ chối để con lắng tai nghe vào những người tìm cách chiếm lấy thời gian và tài nguyên của con, lôi kéo con ra khỏi giấc mơ của mình để theo đuổi giấc mơ của họ. Điều đó không phải là cách của vương quốc linh hồn bên trong trái tim con. Trong trái tim con, tôi đã gieo xuống những giấc mơ và với sự hỗ trợ của tôi, con sẽ nỗ lực và đạt được chúng. Con sẽ chiến thắng trước những kẻ khổng lồ và phá hủy những lực lượng của tối tăm. Nhưng điều này đòi hỏi con phải sống trong sự hiện diện của tôi, hấp thụ sự khôn ngoan mà tôi sẽ là hướng dẫn và sức mạnh của con. Hãy nhớ, hàm chứa không thuộc về hành trình này. Điều quan trọng không phải là cảm xúc thoáng qua hay cảm giác bề mặt. Con đã trưởng thành, trở nên kiên định và vững chắc. Con đã vượt qua giai đoạn trước đây thông qua lời dạy của tôi. Tôi sẽ chỉ đường cho con, tiết lộ bước chân và hướng dẫn con điều hướng. Vội vã không có chỗ trong hành trình này. Điều này không phải là vấn đề của cảm xúc thoáng qua hay cảm giác bề mặt. Con đã trưởng thành, phát triển về tính cách và ổn định. Con đã vượt lở ên trên mức trước đó thông qua lời dạy của tôi. Tôi sẽ dẫn dắt con, tiết lộ bước chân và hướng dẫn con điều hướng. Hãy để ý đến dấu hiệu của tôi, vì tôi sẽ đến với con khi bình minh xuất hiện,
trao cho con món quà của sự hiểu biết thiêng liêng. Đừng buông lỏng những từ này, vì sẽ có những ngày vui và những ngày buồn, những khoảnh khắc tê liệt và những thời điểm nhảy múa sung sướng. Nhưng trong thế giới siêu nhiên này, hãy quay về Kinh Thánh, nuôi dưỡng bản thân bằng lời tôi và trong những quyết định hay những thời điểm khó khăn, hãy quay về vòng tay của tôi. Linh Thánh của tôi sẽ bao trùm con, mang đến an ủi và hướng dẫn để vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Hãy lưu ý những hướng dẫn của tôi. Tôi tuyên bố đây là lời phán của một cuộc ban phước. Truy cập tôi trong Kinh Thánh, nơi ý chí và kế hoạch cứu rỗi của tôi được tiết lộ. Mỗi buổi sáng khi còn thức dậy, hãy bước qua cổng siêu nhiên đến gần sự hiện diện của tôi với những lời đức tin, Chúa là Thiên Chúa tốt lành. Con chấp nhận ơn lành của Người với lòng biết ơn hôm nay. Chúa thật tốt. Con hãy ôm lấy ơn lành của Người với lòng biết ơn hôm nay. Tôi trao cho bạn tình yêu bao la của mình. Hãy chia sẻ với tôi những cảm xúc của bạn khi bạn nghe về tình yêu của tôi dành cho bạn. Những suy nghĩ của bạn, biết rõ rằng tôi đã đồng hành với những mong muốn tâm hồn sâu thẳm nhất của bạn và hoàn toàn ý thức về hoàn cảnh của bạn. Cảm giác như thế nào khi bạn được yêu thương, bảo vệ và được yêu quý như vậy? Khao khát của tôi là để bạn đứng vững trong tình yêu của tôi, không phụ thuộc vào việc bạn cảm nhận được sự hiện diện của tôi hay nghe thấy giọng nói của tôi. Tâm trạng của bạn không phải là thước đo cho mối kết nối của chúng ta. Tin tưởng vào từ ngôn của tôi, vì đó là một lời hứa vững chắc rằng không có điều gì, kể cả những khó khăn dữ dội nhất, có thể tách rời bạn khỏi tình yêu của tôi. Ngay cả giữa đám đông kẻ thù, bạn sẽ không bao giờ bị cô lập hoặc thiếu hy vọng. Đừng nuôi nỗi nghi ngờ về tình yêu bao la của tôi đối với bạn. Hãy chắc chắn, vì bạn đã quen thuộc với lời hứa vững chắc của tôi. Hãy giữ chặt nó với niềm tin không lay động, ngay cả khi cám dỗ gọi mời hoặc bạn cảm thấy yếu đuối. Trong những khoảnh khắc khi lôi cuốn đến hoặc bạn cảm thấy yếu đuối trong những thời điểm kế hoạch của bạn sụp đổ. Khi sự phản bội che mở con đường của bạn hoặc khi thất vọng đánh bại bạn, hãy nhớ rằng sự hiện diện bảo vệ của tôi bao trùm bạn. Không cần phải tìm kiếm an ủi ở nơi khác. Hãy tuyên bố mạnh mẽ để chính bầu trời chứng kiến lòng tin và sự kiên định của tâm hồn bạn, một tâm hồn mà mù quáng tin tưởng vào tôi, Chúa Kitô. Bạn không bị mắc kẹt bởi những cảm xúc thoáng qua, đức tin của bạn đứng vững. Bạn tận tâm và kiên định trong việc tuân theo lời thánh kinh của tôi. Hãy đặt niềm tin của bạn vào đó và tuyên bố với lòng tin, tôi tin Chúa Kitô và biết rằng, ngay cả khi bạn không nhận thức được, đội quân thiên thần chiến binh đang hộ tống bạn, chiến đấu vì bạn ngay lúc này, cho đến khi bạn vượt qua thách thức và đạt được giải phóng từ những khổ đau của bạn. Điều này đã được quyết định, đã được khẳng định. Tôi cá nhân hóa điều này và tôi sẽ thực hiện. Niềm vui làm ngập tràn trái tim bạn, làm sáng lên lòng can đảm và mang lại sự bình an mà bạn khao khát. Mặc dù bạn có thể trải qua những cảm xúc không thể diễn đạt được, nhưng tôi kêu gọi bạn, con yêu dấu của tôi. Hãy giữ chắc niềm tin không đổi vào sự hiện diện của tôi bên cạnh bạn, ngay cả khi bạn không cảm nhận được. Tình yêu của tôi cho bạn là không ngừng, tôi là bảo hộ vĩnh cửu của bạn, ngày đêm tôi ở bên bạn, chào đón linh hồn bạn mỗi sáng, đi cùng bạn suốt cả ngày. Tôi ở đây, tôi yêu bạn. Ở những ngày bạn mở lòng với tôi, hãy mong đợi sự phản hồi của tôi. Biết rằng tôi đã nghe thấy những lời kêu cầu của bạn trong những đêm nước mắt. Hôm nay, tôi hứng khởi chia sẻ với bạn một cảm xúc sâu sắc, một cảm xúc sẽ xua tan nỗi buồn, tiêu diệt cô đơn, đánh bại tuyệt vọng và chữa lành mọi vết thương đang lưu luyến trong trái tim bạn. Niềm tin của bạn rõ ràng, nhưng tôi muốn bạn kết hợp những lời cầu nguyện của mình với những giọt nước mắt chân thành, mở lời tâm hồn bạn trước mặt tôi. Không che giấu điều gì, hãy bày tỏ toàn bộ trải nghiệm của cái tốt, cái xấu xí, những tổn thương từ lâu đời, những gì đau lòng, những gì mang đến sự chua xót, những gì đã tồn tại sâu đậm nhưng gặm nhấm âm thầm linh hồn bạn, tạo ra đau khổ,
cướp đi sự bình an và đẩy bạn vào tuyệt vọng. Đừng giữ những gánh nặng này, đừng giữ lại những cảm xúc xâm chiếm bóng tối của buổi sáng và làm tổn thương tâm hồn bạn. Hãy buông bỏ chúng, đừng giữ lại những cảm xúc làm mất đi ánh sáng buổi bình minh và làm rách nứt tâm hồn bạn. Hãy đưa ra những ký ức mà chỉ tạo ra sự trừng phạt và làm xa cách bạn khỏi tình yêu của tôi. Tôi sẽ làm mới mọi thứ, thậm chí biến đổi những thành công và niềm vui trong quá khứ của bạn, mang lại cho bạn những chiến thắng lớn hơn và niềm vui vĩnh cửu mà không ai có thể chiếm đoạt được. Từ giây phút này, hãy tập trung vào việc làm mới những ước mơ của bạn. Không cần phải quay trở lại quá khứ hoặc tìm kiếm những người đã đi tiếp. Tại sao trở lại với đất nước của sự từ chối, từ bỏ nỗi đau mà họ đã gây ra? Bạn đã chịu đựng đủ những thất vọng, tất cả đều đã qua, bạn đang tiến triển về hướng tốt. Hãy bước đi và nếu có ai chế giễu đức tin của bạn, hãy nhớ bạn có một cha trời để bảo vệ bạn. Nếu ai đó cố gắng hại bạn, họ phải tìm kiếm sự ăn năn, nếu không, họ sẽ rơi vào một vực sâu. Hãy tiếp cận mỗi ngày với niềm tin bạn cảm nhận và nếu bạn không cảm nhận gì, đừng lo lắng. Hãy đến và trò chuyện với tôi sẽ lắng nghe lời của bạn. Hãy đến gặp tôi khi bạn cảm thấy trống rỗng, nếu nỗi buồn quay trở lại và những kẻ hành hại trong quá khứ trở lại làm mờ bộ lạc cảm xúc của bạn. Hãy đến đúng như bạn là, trong sự hiện diện của tôi sẽ chữa lành và giải phóng bạn. Phá vỡ những chuỗi trói buộc bạn, hơi thở thiêng liêng của tôi sẽ tan đi những đám mây nặng nề cản trở cuộc sống của bạn. Hãy tìm kiếm tôi vào những đêm sớm, vào buổi trưa, bất cứ khi nào bạn cần tôi. Hãy tiếp cận với tình yêu thiêng liêng này và tôi sẽ bao phủ bạn bằng nó. Thông điệp này dành cho những chiến binh của tôi, hãy lưu ý đến nó đến cùng. Nếu bạn cảm thấy được gọi và hiểu rõ rằng bạn là một trong họ, như tôi đã khẳng định nhiều lần, đừng xem nhẹ lời tôi. Những lý do về tuổi tác, sức khỏe hoặc tài chính không có chỗ ở đây. Đối với tất cả những chiến binh của tôi sẵn lòng tin vào lời tôi sẽ làm sáng bằng cách mở rộng con đường và mở cửa một cách siêu nhiên. Bạn là con cái được chọn của tôi, được chuẩn bị để chiến thắng. Trong những thời điểm không chắc chắn, hãy bám chặt vào hy vọng mà những lời hứa của tôi mang lại. Hãy tin tưởng một cách toàn tâm và tôi sẽ thực hiện ý muốn của mình trong cuộc sống của bạn. Những điều tuyệt vời đang đợi bạn, hãy nhìn thấy chính bản thân bạn đầy sức mạnh, không lay động trong đức tin và dũng cảm. Đối mặt với bất kỳ thách thức nào, về mặt tài chính, sức khỏe hay gia đình mà không sợ hãi, tôi có khả năng mở đường cho biển khó khăn của bạn, tạo lối ra cho những giải pháp, miễn là bạn lắng nghe lời tôi và kiên trì tiến lên với quyết tâm. Bạn sẽ vượt qua những vực thẳm, bước chân trên mặt nước và vẫn giữ được sự bất chìm. Bất kỳ cơn bão nào cũng không thể lạc mất định mệnh của bạn, chiến binh yêu quý của tôi. Trong bàn tay tôi, nằm chìa khóa của niềm vui và phúc lành cho bạn khi bạn bước qua cuộc sống. Hãy để mỗi bước đi làm bạn mạnh mẽ hơn. Khi bạn đối mặt với những thử thách, hãy để đức tin của bạn không bị lay động, gốc rễ trong sự hiểu biết rằng, ngay cả khi sự hiện diện của tôi có vẻ xa xôi, giọng nói của tôi im lặng, tôi vẫn luôn ở gần, sẵn sàng cứu bạn vào những khoảnh khắc đã định trước. Kẻ thù của bạn sẽ rút lui kinh ngạc trước tâm hồn kiên cường của bạn. Những đe dọa và sức mạnh của chúng không thể làm lay chuyển lòng can đảm của bạn. Trong bạn, đối thủ sẽ không tìm thấy nơi để đặt chân. Hôm nay, tôi ban cho bạn một thanh kiếm thiêng liêng, một biểu tượng của sức mạnh trong lời hứa của tôi. Bạn đã theo đuổi lời dạy của tôi và niềm tin của bạn sẽ chiếu sáng con đường của bạn với sức mạnh thiêng liêng của tôi, hỗ trợ bạn khi bạn đối mặt với nỗi sợ hãi. Anh hùng của tôi, bạn được ấp ủ sâu trong trái tim tôi, bây giờ bước đi cùng với những người yêu thương, con cái, gia đình của bạn. Hãy bước qua cánh cửa của phước lành với đức tin và hy vọng không bao giờ phai nhạt. Khi bạn hấp thụ những từ của tôi, hãy suy nghĩ sâu về linh hồn của bạn, để thông điệp của tôi lưu dấu trong bạn.
những ngày khó khăn sẽ dần phai mờ, mở ra cho một tương lai đầy ánh sáng. Những thử thách sẽ kết thúc và trong sự chắc chắn này, hãy tìm thấy an ủi. Cha trời của bạn luôn bên bạn khi bạn hành hương qua những thung lũng tăm tối nhất. Hãy đừng để nỗi sợ áp đảo bạn, vì tôi ở cùng bạn, hướng dẫn, truyền sức mạnh và bảo vệ những giấc mơ và hoài bão của bạn. Trong một thế giới đầy đau khổ, hãy tin tưởng vào tôi, vì tôi đã chiến thắng qua nỗi đau, và tôi giữ chìa khóa cho một cuộc sống đầy ắp niềm vui. Sự thành công của bạn, chiến thắng sau chiến thắng, là phù hợp với kế hoạch thiêng liêng của tôi. Tương lai của bạn được định sẵn để trở nên phong phú với thành tựu và phúc lành. Đừng để khái niệm về thất bại làm mờ tầm nhìn của bạn. Hãy nhớ những lời tôi nói với bạn. Vì khi bạn phát triển trong hạnh phúc và phúc lành, những kẻ thù đố kịch sẽ nổi lên như là quy luật của thế giới. Tôi đẩy cao những người tôi yêu quý và thường xuyên niềm vui và niềm tin không lay động của họ thu hút ánh mắt của kẻ đối địch. Đừng sợ. Không có hại gì sẽ chạm vào bạn khi bạn bước theo con đường của tôi. Tôi không tìm kiếm sự hoàn hảo, vì tôi hiểu rõ nhân loại và tính chất yếu đuối của nó. Điều tôi mong muốn là trái tim của bạn, ánh nhìn của bạn tập trung vào lời thánh kinh của tôi. Tôi mong chờ sự trung thành kiên định của bạn. Hãy tìm và yêu thương tôi trong cả những thời kỳ tốt lành và những thử thách. Hành trình này là vô tận. Tiếp tục bước đi và cầu nguyện, ngay cả khi có nước mắt, trong cơn mưa hay bão tố. Hãy tiến lên, vì tôi sẽ làm dịu bớt cơn bão và làm yên bình biển loạn. Tôi sẽ yêu cầu hòa bình trong những cuộc xung đột của bạn và cung cấp trong những lúc bạn cần. Tuy nhiên, tôi mong muốn thấy sự tận trung không lay động của bạn, sự theo đuổi không ngừng về phía tôi, đặt tôi trên hết mọi thứ trong cuộc sống của bạn. Hãy nhìn thấy cách đức tin của bạn biến thành một thanh kiếm, xua đuổi ma quỷ, đánh bại nhược điểm và ban cho bạn một sức mạnh tinh thần và siêu nhiên để vượt qua cám dỗ, nỗi sợ hãi và những chướng ngại cuộc sống. Mỗi khi bạn rời khỏi nhà, hãy dừng lại, cúi đầu, giao phó kế hoạch và nỗ lực của bạn cho tôi. Hãy cầu nguyện cho gia đình bạn, bày tỏ lời tin và sự bình an. Hãy hạnh phúc. Vì tôi là người chăn của bạn và dưới sự chăm sóc của tôi, bạn sẽ không thiếu thứ gì. Bạn là con kế yêu quý của tôi, cũng là những chú cừu bé quý của tôi. Tôi sẽ dẫn dắt bạn đến những đồng cỏ xanh tươi và hướng dẫn bạn bên cạnh những dòng nước êm đềm. Trong nhà của bạn sẽ không còn nước mắt và sự nhầm lẫn, những xung đột đã từng mang lại nỗi đau sâu sắc sẽ biến mất. Tôi sẽ loại bỏ những người ăn cắp tình yêu của bạn và làm xáo lạc bình an của bạn, diệt trừ tội ác và hận thù ẩn sâu trong bóng tối, đe dọa đức tin và niềm vui của bạn. Tôi sẽ xua đi nỗi buồn khỏi cuộc sống của bạn và nghèo đói sẽ không còn là khách mời tại bàn của bạn. Thiên đàng sẽ mở ra, tặng bạn những phúc lành dồi dào, công việc và cơ hội sẽ phát triển, nuôi dưỡng sự phát triển và sự thông thái. Tôi sẽ làm sạch nhà của bạn khỏi những thói quen và thói xấu độc hại, thách thức tính chất chính trực và niềm tin của bạn. Cùng nhau, chúng ta sẽ hành trình với tay tôi luôn chắc chắn nắm giữ tay bạn. Hãy tập trung vào những điều tốt lành, trong sáng, tuyệt vời mà tôi mong muốn mang đến cho cuộc sống của bạn. Hạn chế tiếp xúc với những người có ý định xấu và không hòa mình với những người sống trong tiêu cực. Tôi là người cung cấp, người mang lại hạnh phúc thực sự cho bạn. Bạn không cần phải tìm sự chấp thuận từ người khác. Tôi không đòi hỏi sự cho phép để ban phước cho bạn. Vì vậy đừng hỏi người khác liệu bạn có nên yêu thương và phục vụ tôi hay không. Câu trả lời rõ ràng chỉ có trong tôi. Chỉ có ở đây bạn tìm thấy một tình yêu trong trắng, không thể phá vỡ, an ủi và chữa lành. Tôi một mình trong vũ trụ đã chết và sống lại vì bạn, mang đến cho bạn sự cứu rỗi và hạnh phúc vĩnh cửu bên cạnh tôi. Thiên Chúa Thần Thánh, hãy ban cho tôi tình yêu này mãi mãi. Dành một khoảnh khắc để lắng nghe lời kêu xin của tôi. Đừng bị sao lạc bởi những vấn đề nhỏ nhoi. Hãy tập trung hoàn toàn và trân trọng mỗi từ tôi nói. Tôi phải nói lại về tình yêu không tưởng này tôi dành cho bạn.
nó vượt ra khỏi lời nói hoặc cảm xúc, đó là một hiệp ước vĩnh hằng. Tình yêu của tôi cho bạn được tuyên bố bằng chính đôi môi của tôi, được viết, kín đáo và không thể thay đổi, ràng buộc trong máu của tôi. Những lời hứa của tôi là vững và chắc, bạn sẽ luôn có một chỗ trong trái tim tôi. Mỗi ngôi sao trên bầu trời đêm đều có mặt để chiếu sáng con đường của bạn trong bóng tối, nhắc nhở bạn về tình trạng quý báu của mình. Ánh sáng từ trên cao tắm cho bạn trong làn nước ấm áp tồn tại để bạn có thể cảm nhận một tình cảm vô hình nhưng rộng lớn, xua đi tất cả bóng tối bên trong tâm hồn của bạn. Tình yêu của tôi, mỗi đêm trước khi đi ngủ, hãy để tình yêu này lấp đầy bạn. Mỗi buổi sáng khi bạn tỉnh dậy, hãy tỉnh giấc vào một ngày mới, cảm nhận sự yêu thương sâu sắc. Ôm lấy tình yêu này với đức tin và niềm tin vững chắc, vì nó không thể phủ nhận, không phải là ảo ảnh hay mộng tưởng. Tình yêu là khao khát sâu thẳm của bạn và đó là điều tôi tự do mang đến cho tâm hồn bạn. Tôi đang trao tặng cho bạn một điều gì đó tuyệt vời và lộng lẫy, biến đổi cách bạn nhìn nhận cuộc sống. Tôi yêu bạn và điều này quan trọng đối với tôi, làm cho bạn phồn thịnh, để bạn có sức mạnh để đối mặt với mọi cơn bão lớn hay nhỏ. Tôi yêu bạn và sẽ cung cấp sự kiên nhẫn mà bạn cần. Lời hứa của tôi là đủ để giữ bạn vững bước trên hành trình của mình. Một lần nữa, tôi tuyên bố mong muốn của mình, mong bạn sống và trân trọng tương lai. Tôi muốn mang lại cho bạn niềm tin vào điều đó, hãy tin và ôm nó. Tôi tặng bạn cuộc sống và sự khích lệ, điều mà bạn phải nhận với đức tin để chiến thắng. Bạn sẽ được tốt lành, mọi thứ sẽ được sắp xếp đúng đắn. Tôi nghe thấy lời của bạn và chúng mang lại niềm vui lớn cho tôi. Những lời biểu đạt lòng biết ơn mỗi sáng làm tôi hạnh phúc. Điều tốt là bạn khao khát sự hiện diện của tôi. Trái tim bạn tìm kiếm tôi và trước khi bạn rời nhà, bạn xin ơn lành của tôi. Hãy kiên trì trong đức tin này. Bạn đã mạnh mẽ khi kẻ đối đầu với bạn trong một trận chiến khốc liệt và không nghỉ ngơi, dường như báo hiệu sự thất bại. Nhưng thất bại không bao giờ đến. Tôi đến đúng lúc, với tay chạm đến bạn, và bây giờ bạn vững chắc trong những lời hứa của tôi, được an toàn nằm trong vòng tay của tôi, như nó nên là. Bạn có nhiều giấc mơ, nhưng thông minh nhất là điều này. Hãy cùng nhau bước đi trên con đường này. Hãy đến với tôi hàng ngày, tìm kiếm sự hướng dẫn của tôi, chia sẻ kế hoạch của bạn với tôi. Tôi mong muốn nghe giọng nói của bạn. Những từ của bạn quý giá, phản ánh niềm tin kiên định của bạn. Khi bạn ít mong đợi nhất, tôi sẽ làm bất ngờ bạn. Tôi muốn bạn chứng kiến những điều kỳ diệu xảy ra trong sự giao tiếp với tôi. Không có gì có thể ngăn cản chúng ta và tôi sẽ luôn ở đây lắng nghe. Những rào cản duy nhất là nghi ngờ và tuyệt vọng, những công cụ của đối thủ để mời gọi sự hoang mang trong tâm trí bạn. Tuy nhiên, miễn là bạn tiếp tục trò chuyện với tôi, đừng để chúng nắm giữ, hãy đợi lặng thầm cho câu trả lời của tôi và lắng nghe những gì tôi muốn nói. Mở Kinh Thánh của bạn và đọc, vì bên trong những trang giấy đó là lời của tôi. Còn rất nhiều kỳ diệu bạn chưa thấy hoặc hiểu được, và tôi háo hức để tiết lộ chúng cho bạn ở một cấp độ cao hơn. Tôi muốn hướng dẫn bạn để tâm hồn mở cửa cho những phước lành siêu nhiên của tôi, để tiết lộ kế hoạch của tôi cho bạn, nói về mục đích của tôi và để mang đến cho bạn một bản đồ và dấu hiệu cho một hành trình an toàn đến điểm đến của bạn. Tôi sẽ cảnh báo bạn về những nguy hiểm phía trước và đảm bảo cho bạn sự giúp đỡ liên tục của tôi. Tôi trông đợi sự gặp gỡ lại với bạn ở đây vào ngày mai và tôi yêu cầu rằng trước khi bạn đi ngủ đêm nay, hãy dành một khoảnh khắc cho tôi. Suốt cả ngày, giọng nói của tôi sẽ thì thầm tình yêu đến bạn và vào buổi tối, chúng ta sẽ nói chuyện như những người bạn thân thiết. Khi bạn ngủ, bạn sẽ mơ về tôi, điều này tôi hứa với bạn. Không có thách thức nào là quá lớn, không có rào cản nào là quá mạnh mà với sự tin tưởng trong tôi, bạn không thể vượt qua. Không có gì và không ai có thể ngăn bạn từ việc thực hiện ý muốn và điều răn của tôi. Từ việc hiện thực hóa kế hoạch của tôi và tuân theo giáo lý của tôi. Không có gì có thể ngăn bạn từ việc đạt được tất cả những giấc mơ của bạn.
mọi thứ tôi đã lên kế hoạch cho bạn sẽ xảy ra. Kẻ đối đầu có thể cố gắng làm cho bạn quên đi tình yêu của tôi, nhưng những nỗ lực của họ sẽ không bao giờ đủ. Hãy nhớ điều này, mọi thứ bạn gặp phải sẽ làm việc vì tốt cho bạn với sự giúp đỡ và quyền năng của tôi. Tôi sẽ nâng bạn lên một tầng cao hơn, một nơi có sự hiện diện của tôi, nơi mà tất cả những điều tốt lành và đẹp đẽ trở nên có thể. Sức khỏe của bạn sẽ cải thiện, cửa sẽ mở ra và vấn đề của bạn sẽ có giải pháp. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng hãy tin tưởng vào tôi và để tôi làm việc theo cách của tôi và theo ý của tôi. Tôi trân trọng những lời cầu nguyện của bạn. Hãy quay lại những lời hứa của tôi thường xuyên và khi bạn quỳ gối, hãy tuyên bố bằng cả trái tim rằng bạn tin vào từng lời tôi nói, viết và hứa hẹn cho bạn. Mọi khủng hoảng của bạn sẽ tan biến vì những lời hứa của tôi tồn tại, thậm chí nếu trời đất có mất đi. Kế hoạch của tôi là vì lợi ích của bạn và những gì tôi ban tặng cho bạn là vì sự thịnh vượng của bạn trong tâm trí, linh hồn, sức khỏe và cuộc sống gia đình. Bạn sẽ thấy những phước lành rạng ngời của tôi tỏa sáng tại trung tâm ngôi nhà của bạn. Bạn và gia đình bạn sẽ nhận biết và biết ơn chúng. Hãy tán dương và thờ lạy tôi bằng cả linh hồn của bạn. Đó là thời điểm cho điều này. Tôi nghe thấy lời cầu xin của bạn và bạn phải tin rằng để giữ lo lắng ở xa. Đừng sợ rằng lời nói của bạn không được nghe thấy. Những lời cầu nguyện của bạn không bị mất hay bỏ lại để mang lại thêm đau buồn, buồn bã hay cô đơn. Điều đó không đúng. Tôi nghe thấy bạn. Tôi luôn lắng nghe từ khi bắt đầu. Tôi không bao giờ quay lưng khi bạn van xin và tôi sẽ tiếp tục lắng nghe, thậm chí khi bạn hét lên trong đau đớn. Bạn không làm tôi tức giận hay phật ý khi bạn nâng giọng. Tôi thấy bạn như thế nào khi bạn khiêm tốn uống rót tâm hồn bạn. Tôi nghe thấy và tôi sẽ luôn lắng nghe. Hãy nói chuyện với tôi, vì hôm nay là một ngày mới. Không phải là ngẫu nhiên khi bạn đọc hoặc nghe những lời này khi bạn cần chúng nhất. Sau những ngày cảm thấy rằng tôi muốn nở ói chuyện với bạn, bạn đã chọn mở lòng để lắng nghe tôi và đổi mới bản ước chúng ta đã ký. Hãy nói chuyện với tôi. Những lời của bạn là phản ánh của suy nghĩ bạn và tôi rất hài lòng khi thấy bạn dành một chỗ cho tôi trong chúng. Đó là một điều tuyệt vời. Nó là sự tán dương mềm mại, là sự thờ lạy thực sự. Hãy nói chuyện với tôi, nói cho tôi nghe về những hy vọng, giấc mơ, nhu cầu, kế hoạch, sự thất vọng và nghi ngờ của bạn. Nói chuyện với tôi vì tôi là người bạn. Tôi hiểu lòng khao khát của bạn về hòa bình và thanh bình. Những cơn gió khó khăn của đối đầu đã đánh bại bạn. Bạn cần hòa bình và sức mạnh và lời của tôi sẽ mang lại cho bạn sự bình an. Trái tim bạn sẽ được chất đầy sức mạnh giữa những thử thách. Bạn sẽ tìm thấy sự thanh bình giữa những yếu đuối và khi bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn sẽ không sợ hãi. Bạn sẽ giữ chặt lời hứa của tôi một lần nữa và khi gánh nặng của bạn trở nên quá nặng, hãy đến và gặp tôi. Hãy nhớ rằng tôi luôn bên bạn. Đừng để nghi ngờ lấy đi những phước lành bạn sẽ tìm thấy trong hành trình của mình vì tôi ban phước này cho bạn vì tôi đã chọn làm như vậy. Tôi tắm cho bạn bằng ân điển và lòng nhân từ vì bạn được tôi yêu mến sâu sắc và được yêu thương một cách âu yếm. Bạn là của tôi và tình yêu của tôi dành cho bạn là kiên trì và vĩnh cửu. Cam kết của tôi không bao giờ dao động và bản chất của tôi luôn không đổi qua thời gian. Hãy tin tưởng vào tôi và cuộc sống của bạn sẽ trở thành nguồn sinh khí phong phú. Tin tưởng vào tôi và bạn sẽ sở hữu sức mạnh và can đảm để vượt qua những thách thức của lực lượng đối đầu. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, miễn là bạn tin rằng tôi đã tha thứ cho những phạm lỗi của bạn và bạn sẵn sàng buông bỏ quá khứ của mình. Chấp nhận tình yêu từ một Đức Chúa Trời vĩnh hằng và vô cùng quyền năng. Tất cả những lời hứa sống trong lời nói của tôi sẽ trở thành hiện thực cho bạn ngay hôm nay. Hôm nay đánh dấu một khoảnh khắc quan trọng, một ngày của cuộc sống và chiến thắng mà bạn sẽ luôn nhớ. Đứng dậy và chuẩn bị cho cuộc chiến phía trước, vì khi tin tưởng vào tôi, bạn sẽ thấy rõ sự thật về mục đích của tôi đối với bạn. Hôm nay,
hãy chuẩn bị để bước vào một giai đoạn siêu nhiên mới của cuộc sống và luôn nhớ rằng tôi luôn lắng nghe bạn, không bao giờ bỏ rơi bạn. Tôi ở với bạn vì tôi nghe thấy những lời kêu cầu của bạn. Tôi đáp lại bạn vì bạn nghĩ rằng những giọt nước mắt của bạn sẽ không được chú ý và một thời gian bạn cảm thấy bị ruồng bỏ. Đó là lý do tại sao tôi đây ngay bây giờ, để đảm bảo cho bạn bằng những lời của tâm hồn và sự thật rằng bạn không bao giờ cô đơn, rằng hành trình của bạn có mục đích và hướng. Vì vậy, khi nghi ngờ cố gắng xâm nhập, hãy nhớ điều này. Thậm chí khi bạn bước qua trong sương mù dày đặc, bạn đi đúng hướng. Khi bạn đi qua lãnh thổ đối phương, bạn được bảo vệ dưới sự che chở của tôi, và trong trận chiến, tôi là một bảo vệ an toàn cho bạn. Giữa cuộc chiến đấu khốc liệt này, tôi luôn hiện diện, bạn đang tiến gần tôi qua từng ngày, qua từng đêm, qua mọi thử thách và mỗi cuộc chiến đấu, trong hạnh phúc và niềm vui. Và ngay cả khi tâm hồn bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy an ủi bằng việc biết rằng vào cuối ngày, tâm hồn bạn sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi trong vòng tay của tôi. Khi bạn đến gặp tôi, chúng ta sẽ chia sẻ một khoảnh khắc cùng nhau, chúng ta sẽ nói chuyện. Tôi đang rất mong chờ được nghe bạn nói về tình yêu của bạn. Tôi kiên nhẫn và háo hức lắng nghe những lời chân thành của bạn. Đừng ngần ngại để phơi bày sự thật của bạn trước tôi. Tôi sẽ không bao giờ đóng tai trước giọng của bạn, cũng như tôi sẽ không bao giờ phê phán bạn. Hãy nhớ, tôi tạo ra bạn và tôi yêu bạn chính như bạn là. Những gì người khác nói về bạn không liên quan gì đến tôi. Tôi nhận ra rằng nhiều người đã sử dụng từ ngữ cay đắng để lại tâm hồn của bạn vỡ nát và khao khát hơi thở. Những lời nói đau lòng và những sự phản bội đã làm tổn thương tâm hồn chân thành của bạn, để lại bạn bị thương từ trên mặt đất. Nếu bạn từng nghĩ rằng tôi bỏ rơi bạn trong những thời kỳ đau đớn đó, bạn đã lầm lạc. Hãy thấy cách tôi nâng đỡ bạn, cách tôi đưa bạn lên, quan sát làm thế nào đối thủ và những kẻ phê phán của bạn đã bị bỏ lại. Chìm trong thất bại trong khi bạn đã đứng dậy, phát triển và được phước lành. Nỗi đau là rất lớn, nhưng giờ đây bạn đã biến đổi, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đức tin, tầm nhìn, mục đích và tình yêu của bạn đối với tôi đã sâu rộng và củng cố hơn trong cuộc trò chuyện này. Hãy biết rằng tôi đang lắng nghe những lời của bạn một cách chân thành. Nhưng khi bạn kết thúc lời nói, hãy nhắm đôi mắt và cảm nhận sự hiện diện của tôi trong trái tim bạn. Khi tôi nói tôi yêu bạn, hãy đón nhận thông điệp này một cách trọn vẹn. Tôi yêu cầu một khoảnh khắc của sự tập trung hoàn toàn của bạn. Hãy tạm thời bỏ qua mọi sự sao lãng. Những gì tôi muốn nói có ý nghĩa quan trọng hơn bất kỳ vấn đề nào khác. Hãy ở lại với tôi thêm một chút nữa và diễn đạt cảm xúc của bạn. Hãy để tôi giảm bớt gánh nặng của đau khổ từ tâm hồn bạn và nỗi buồn ở tâm trí bạn. Tôi ôm bạn, mang đến sự bình an và hòa bình không giới hạn. Hãy tin tưởng tôi với trái tim của bạn. Hãy cho phép bản thân bạn được bao bọc bởi tình yêu. Lời hứa của tôi là không thể phá vỡ, và những lời của tôi không bao giờ thiếu ý nghĩa. Tôi đến để động viên bạn, để mỗi buổi sáng bạn mang lại một nụ cười trên khuôn mặt khi bạn tìm kiếm tôi. Tình yêu của tôi dành cho bạn là lý do tại sao tôi biết bạn tin vào nó, nhưng tôi muốn bạn cảm nhận tình yêu thánh thiêng này để tìm lại hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ rời bỏ bên cạnh bạn, và tôi sẽ không bao giờ quên bạn. Điều này sẽ luôn là sự thật. Bạn được giữ an toàn trong tay tôi. Con đường của bạn là an toàn. Hãy tin tưởng tôi bằng tất cả trái tim của bạn. Cánh tay của tôi luôn mở rộng vĩnh viễn cho bạn. Tôi lắng nghe cẩn thận mỗi lần bạn khóc lóc và cầu nguyện khi bạn đón nhận mỗi ngày mới. Hãy mở mắt, hít thở sâu và cảm nhận sự hiện diện bao trùm của tôi, bàn tay chỉ dẫn của tôi. Điều đó làm tôi hạnh phúc khi bạn nói chuyện với tôi mỗi buổi sáng với sự tự tin và niềm tin. Bạn biết bạn đang nói chuyện với tôi, và tôi sẽ đáp lại những lời kêu cầu chân thành của bạn. Tôi đánh giá cao những lời cầu nguyện của bạn cho gia đình, vì chúng quan trọng. Đừng để tâm trí bạn lạc lõng vào những vấn đề nhỏ nhoi.
Nếu bao giờ bạn cảm thấy lạc lõng giữa những thách thức của cuộc sống, hãy đến với tôi để được hướng dẫn. Khi bạn bị áp đảo và bao vây bởi xung đột, hãy tin tưởng vào tôi để giải quyết. Tôi không muốn bạn bị tiêu diệt bởi lo lắng hoặc sợ hãi, đặc biệt là từ những tin đồn không có căn cứ. Nếu bạn đã đặt niềm tin vào tôi, đó là bởi vì bạn biết rằng tôi sẽ không bao giờ phản bội bạn. Giữ lời tôi gần trái tim bạn, suy nghĩ về những việc tôi đã làm trong quá khứ trong cuộc sống của bạn. Tôi đã giải cứu bạn khỏi kẻ thù, bảo vệ bạn khỏi cái chết và giúp bạn thoát khỏi hiểm nguy. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất khi mọi thứ dường như đã mất hết, tôi đã can thiệp với lời nói mạnh mẽ của mình và thực hiện những kỳ tích. Còn rất nhiều điều kỳ diệu tôi đã dành cho bạn. Hãy giao phó trái tim bạn cho tôi với sự tự tin, cho phép tôi tiếp tục giúp đỡ bạn. Tôi khao khát bảo vệ bạn cả ngày lẫn đêm. Tôi sẽ là người bảo vệ dày dặn của bạn. Đừng để tuyệt vọng đặt chân vào tâm hồn bạn, vì tình yêu của tôi dành cho bạn là không biên giới. Tôi mong muốn bạn ôm lấy bình an của tôi và tìm lại hạnh phúc. Tôi quan sát những giọt nước mắt của bạn và lắng nghe những lời cầu nguyện cho những người bạn yêu thương. Thậm chí khi bạn quỳ gối, xin tôi phù hộ cho người khác mà không yêu cầu điều gì cho chính bản thân bạn. Trái tim tôn thờ và biết ơn của bạn làm tôi hạnh phúc, thậm chí khi bạn không yêu cầu gì cho chính bản thân mình. Tôi cam đoan với bạn rằng tôi đang chuẩn bị những phước lành cho bạn, phước lành lớn hơn và tuyệt vời hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Hãy giữ vững đức tin của bạn. Tôi cam kết thực hiện mọi điều đã hứa với bạn. Đừng mất lòng tin khi những trở ngại dường như cản trở con đường của bạn. Số phận của bạn nằm trong tay tôi. Bạn sẽ đạt được những mục tiêu và giấc mơ mà bạn ấp ủ trong trái tim. Không có gì và không ai có thể lấy đi phước lành của bạn, nhưng quan trọng nhất là duy trì lòng trung thành, lòng trung kiên và sự chân thành. Hãy tìm kiếm tôi mỗi buổi sáng và để những từ đầu tiên của bạn là những lời tạ ơn và ca ngợi khi bạn thức dậy. Từ chối để những lời nói tiêu cực làm mờ ánh sáng mà tôi chiếu sáng lên những ngày của bạn. Tôi khuyến khích bạn nhận ra và đánh giá những cơ hội mà tôi đang trình bày. Tôi sẽ ban cho bạn khả năng siêu nhiên để nhìn xa và hiểu rõ những kế hoạch và ý nghĩa lành mạnh mà tôi dành cho bạn. Bạn đã phải trải qua nhiều khó khăn gần đây và đôi khi bạn có thể cảm thấy không chắc chắn. Tuy nhiên, tôi cam đảm rằng không có điều gì sẽ gây tổn thương cho bạn. Bạn sẽ không bị sỉ nhục, bạn sẽ đánh bại kẻ thù vây quanh bạn và chiến thắng trước mọi đe dọa. Bây giờ là thời điểm bạn nhận ra bạn là ai. Một đứa con của ông trời mạnh mẽ. Không ai có thể thách thức bạn hoặc chống cự bạn. Bạn đã chiến thắng rồi, hãy ôm chặt chiến thắng của bạn. Amen. Cuối cùng, nếu bạn muốn ủng hộ kênh của chúng tôi, vui lòng xem xét quyên góp bằng cách sử dụng tính năng ủng hộ. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Nếu bạn đồng ý với nội dung của chúng tôi, xin hãy bình luận rằng Chúa tốt lành. Cảm ơn đã xem theo dõi chúng tôi khi chúng tôi chia sẻ lời Chúa Giêsu của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo của chúng tôi. Chúa chúc lành bạn. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng, và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.